Ông Đinh Xuân Tài, 59 tuổi, là người có uy tín ở thôn Huy Em, xã Sơn Mùa. Bằng uy tín của mình, ông tham gia cùng chính quyền giải quyết nhiều vụ việc, mâu thuẫn, phù hợp với phong tục tập quán, không để kéo dài. Thôn Huy Em có hơn 300 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số cả dòng chiếm hơn 80%. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân khá tốt. Tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo, tạo điều kiện cho người dân yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế. Thôn Huy Em là điểm sáng trong đảm bảo an ninh trật tự ở huyện miền núi Sơn Tây trong nhiều năm qua. Phát huy vai trò trong nhân nhiệm vụ để công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện về an ninh trật tự và tranh được bỏ về thực hiện nghiêm túc đảm bảo công tác an ninh trật tự. Đội ngũ người tuyên truyền bảo vệ dân phố trên đường xã Sơn Mùa trong thời gian qua rồi đã đóng góp tích cực cho địa phương. Nhất là chỗ đặc biệt là chỗ Đinh Xuân Tài là đã vận động tuyên truyền người dân chấp hành chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời là nhân dân là tin tưởng vào đảng, pháp luật của nhà nước và yên tâm sản xuất và phát triển kinh tế xã hội. Quảng Ngãi có 305 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được tham gia nhiều lớp tập huấn về pháp luật, lại am hiểu phong tục tập quán, người uy tín rất tích cực tuyên truyền, giải thích người dân hiểu rõ, hiểu đúng những chủ trương chính sách của đảng, nhà nước và của địa phương. Góp phần nâng cao nhận thức, cảnh giác đối với những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết trong đảng, đồng thuận trong dân. Bằng cái tâm tư, tình cảm, bằng cái phong tục tập quán và bằng cái sự gần gũi, cho nên họ dễ cảm thông hơn, cho nên các chủ trương đường lối chính sách của đảng thông qua cái và làm trưng bản thông qua những người tín thì nó truyền đạt rất là hiệu quả đến với cái đối tượng mà chúng ta cần phải truyền đạt đến. Và đồng thời nữa là đó là những cái tấm gương mà để qua đó họ sẽ góp phần vào cái việc mà xóa bỏ những cái hủ tục lạc hậu. Tích cực, nhiệt tình, những người có uy tín luôn thể hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình, góp sức vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Là những cầu nối quan trọng giữa đảng, chính quyền và người dân để các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống.